Xin chào mừng các bác và các bạn quay trở lại với chương trình Nông dân Bình Nam Quốc của tôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những tướng quân tài giỏi toàn diện bậc nhất thời Tam Quốc, cả về trí và về dũng, đó chính là Trương Liêu. Trương Liêu thì đã đi theo khá là nhiều chủ thời Tam Quốc, trong đó có Đổng Trác và cuối cùng là Nữ Bố, đúng không? Nhưng chỉ khi ở dưới quyền điều khiển của Tào Tháo thì Trương Liêu mới hiện nguyên hình, là một trong những vị tướng quân có thể gọi là trí dũng tài giỏi bậc nhất thời Tam Quốc, cũng như là một trong những đại tướng mà giỏi nhất của Tào Tháo. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem xét đến tài năng của Trương Liêu thông qua trận đánh mà gắn liền với tên tuổi của ông, cũng là một trận đánh mà khiến cho toàn cõi Giang Đông phải khiếp sợ cái tên Trương Liêu, đó chính là trận Hợp Vì. Thì vào năm 213, Tào Tháo sai Trương Liêu cùng Nhạc Tiến và Lý Điển lĩnh có 7.000 quân thôi đi trấn giữ Hợp Vì, giao cho ông một phong thư nói rằng khi nào giặc đến thì hãy mở. Đến năm 215, khi Tào Tháo đang đánh Trương Nỗ ở Hán Trung, thì Tôn Quyền đã thừa cơ mang 10 vạn đại quân đến vây đánh Hợp Vì. Khi giặc đến thì Trương Liêu liền mở thư ra, trong thư chỉ nói rằng khi Tôn Quyền đến thì Trương Liêu và Lý Điển đang nghênh chiến, Nhạc Tiến giữ thành và tiết đễ không được tham chiến, tức là điều độ không được quá ham chiến. Các tướng thấy quân Đông Ngô đông quá thì run sợ không dám tiếp chiến. Ông giận dữ nói: thành hay bại là ở trận này, nếu các người do dự hoài nghi, ta sẽ một mình dẫn quân ra thành quyết sống mãi với địch. Lý Điển tuy không ưa Trương Liêu nhưng thấy ông nói vậy thì vô cùng cảm động, khẳng khái theo ông xuất kích. Sáng hôm sau, Trương Liêu tuyển lựa lấy 800 dũng sĩ, giết trâu mở tiệc để khích lệ binh sĩ. Sau đó, Trương Liêu cưỡi ngựa đi đầu xông vào trận địch, dũng mãnh liên tiếp đâm chết mấy chục quân địch, chém chết hai viên đại tướng. Quân Ngô phản công mãnh liệt, ông bèn rút lui dụ địch qua cầu, quân Ngô bị mai phục. Tôn Quyền hoảng hốt bỏ chạy, đến cầu thì cầu đã bị cắt đôi. Trương Liêu dẫn 2.000 kỵ binh ập đến, may nhờ viên nha tướng chỉ mẹo, Tôn Quyền mới thúc ngựa bay qua cầu trốn được. Trận này quân Ngô thiệt hại cực kỳ nặng nề, quân Ngụy thu được thắng lợi hoàn toàn. Tôn Quyền vây đánh Hợp Vì liên tiếp hơn 10 ngày không hạ được thành, liền lui về. Trương Liêu thấy quân Ngô lui, bèn bất ngờ dẫn quân ra đánh úp. Các tướng Ngô kinh hoàng, Cam Ninh và Lã Mông ra sức chống giữ, Năng Thống mãi mới hộ vệ được Tôn Quyền chạy thoát. Thân binh của Tôn Quyền nhiều người bị thương vong. Trận đánh này Trương Liêu chỉ có rất ít quân, tức là có 7.000 quân thôi, mà đánh cho quân Ngô vốn đông hơn nhiều lần, tức là 10 vạn quân Ngô, tức là khoảng đông hơn gấp 14 đến 15 lần, làm kinh động cả nước Ngô. Người Giang Nam nghe đều khiếp đảm, trẻ con ở Giang Nam nghe cái tên Trương Liêu mà không dám khóc vào ban đêm nữa. Phải nói là cực kỳ rúng động, đúng không? Thì chúng ta xem xét một cách toàn thể, nhiều người nói rằng cái bao thư mà cái cẩm nang mà Tào Tháo để lại đấy thì nó là một cái bí quyết để mà thắng trận, nhưng mà cái đó đấy nó giống như một cái sự phân vai dựa theo tính cách, tính nết của từng người mà Tào Tháo vốn đã biết rõ rồi, chứ không phải là cái tình thế ở đấy làm sao mà đọc được, làm sao mà biết được Tôn Quyền nó đích thân dẫn quân đến, mà làm sao mà biết được nó mang đến 10 vạn quân. Một người cẩn thận như Tào Tháo mà nếu mà Tôn Quyền một người cẩn thận như Tào Tháo đấy mà nếu mà biết Tôn Quyền nó mang đến tận 10 vạn quân thì liệu có dám để 7 ngàn quân ra trấn giữ không, đúng không? Cho nên là cái này phải nói là cái sự ứng biến theo hoàn cảnh của Trương Liêu, cả trí và dũng, thể hiện một cái người vừa có tài năng quân sự vừa có cơ trí chứ không phải là đơn giản. Thì đây là một trong những trận đánh mà tôi cho là vừa thể hiện được cái trí và cái dũng của một trong những vị tướng quân toàn diện nhất thời Tam Quốc, thì tôi dẫn ở đây. Thì hy vọng được mua vui được vài phút cho các bác và các bạn nhé.